Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh CPBS Automation. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm tủ điện điều khiển bơm nước hoạt động như sau. Thì đây là một cái tủ điện điều khiển một con bơm nước, là có thể bạn có thể lắp bơm một pha hoặc là ba pha và ba cái van điện từ, van điện từ số 1, van điện từ số 2 và van điện từ số 3. Thì mỗi con bơm và van nó đều có một cái công tắc ba vị trí để chọn chế độ hoạt động. Gạt qua bên trái là hoạt động bằng tay, chính giữa là off, bên phải là tự động. Và các cái van cũng vậy, ba cái van điện từ này thì cũng đều trang bị công tắc ba vị trí để chọn chế độ là bằng tay, off và tự động. Thì nguyên tắc hoạt động của cái tủ điện này như sau. Thì con bơm nước này nó sẽ chạy hoạt động tự động theo một cái timer hẹn giờ. Thì mình có thể cài đặt là buổi sáng là bơm chạy từ lúc mấy giờ tới mấy giờ, buổi chiều bơm chạy từ mấy giờ tới mấy giờ, các ngày 24/7, hoặc là chủ nhật, hoặc là tất cả các ngày trong tuần. Đó là hoạt động của con bơm. Còn các cái van này nó sẽ hoạt động theo luân phiên theo con bơm này. Khi con bơm này chạy thì con van điện từ này nó sẽ mở trước. Sau một khoảng thời gian cài đặt trên timer thì van 1 đóng, van 2 chạy. Sau một khoảng thời gian cài đặt nữa là van 2 đóng, van 3 mở. Sau một khoảng thời gian cài đặt nữa là van 3 đóng, van 1 mở trở lại. Nó cứ hoạt động luân phiên như vậy. Thì nhằm mục đích là đối với những cái hệ thống bơm nước mà nếu như chúng ta mở 3 van đồng thời thì cái áp suất trên đường ống nó sẽ tụt xuống. Thì đây là cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng là giảm áp suất trên đường ống khi mở 3 van đồng thời. Thì đây là cái giải pháp 3 van chạy luân phiên nha. Rồi, bây giờ chúng ta hoạt động bằng tay là chúng ta biết rồi ha, đọc qua bằng tay. Bật con van nào thì van đấy mở thôi. Và con bơm vậy, con bơm chế độ bằng tay, khi bật qua con bơm bằng tay thì bơm sẽ chạy. Rồi bây giờ ở chế độ tự động. Ở chế độ tự động thì con bơm này nó sẽ hoạt động theo một cái timer hẹn giờ. Đây bên trong tủ tôi sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì đây là cái tôi sẽ giới thiệu qua các cái thiết bị bên trong tủ điện này. Thì đầu tiên đây là cái CB, MCB 2 cực. Là nhiệm vụ của nó là bảo vệ ngắn mạch khi trường hợp mà hai sợi dây nó lửa và nguội nó chập lại, nó ngắn mạch thì cái CB này nó sẽ nhảy bảo vệ cho con bơm nha. Thì đối với con bơm mà 3 pha thì sẽ lắp cho các bạn là cái CB 3 cực. Còn đối với bơm 1 pha thì lắp con CB 2 cực ha. Do đó các bạn nếu có nhu cầu như thế nào thì phải inbox giúp mình là con bơm của bạn là 1 pha hay 3 pha, và công suất là bao nhiêu kilowatt hoặc bao nhiêu ngựa, thì để tôi chọn những cái thiết bị bảo vệ cho nó phù hợp với cái ứng dụng của bạn nha. Thì đây là cái tủ con bơm này khách hàng yêu cầu là con bơm 1 pha, do đó tôi chọn cái CB 2 cực. Rồi, cái này là cái công tắc tơ hay là còn khởi động từ. Nhiệm vụ của nó là đóng mở, đóng ngắt cái con bơm. Thì đối với những cái con bơm mà có dòng công suất lớn là có dòng nó cao, do đó cần phải cái bộ công tắc tơ này để đóng mở thì nó mới an toàn. Nha. Còn cái này là cái rờ lê nhiệt để bảo vệ quá tải. Trong trường hợp con bơm bạn nó bị cái cánh quạt nó bị kẹt hay là cái trục nó bị kẹt gì đó, nó dẫn đến là cái bị quá tải, cái dòng nó tăng lên, thì con rờ lê này nó nhiệm vụ là nó sẽ ngắt. Rồi thì con này là con timer hẹn giờ cho con bơm này, có thể cài đặt thời gian buổi sáng buổi chiều chạy từ mấy giờ tới mấy giờ, hoặc là các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật
mình có thể, nó có 16 chương trình hoạt động, nó có, mình có thể cài đặt được 16 chương trình hoạt động. Thì đây là ba cái timer on delay, nhiệm vụ của nó là để mình cài đặt cái thời gian luân phiên. Đây là timer 1 này cài đặt thời gian chạy cho one số 1, timer 2 là cài đặt thời gian chạy cho one số 2, và timer 3 là cài đặt thời gian mở của con one số 3. Đây là ba cái relay kiến, hay còn gọi là relay điều khiển ha. Rồi đây là cái dàn domino tép đưa ra cho bạn sẵn ha. Thì nó có hai sợi dây để mà cấp nguồn 220, hai sợi dây là để đấu vào con bông một pha, và mỗi con van nó nếu có hai chân là để mình cấp nguồn cho các cái van điện từ nha. Thì đấu ra sẵn domino dày cho các bạn dễ đấu nha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cài đặt cái, hiện tại là tôi cài đặt cái thời gian con bơm nó hoạt động là lúc 2 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều đến 2 giờ 40 chiều, thì hiện tại là buổi sáng, do đó là khi mà bật chế độ tự động thì con bơm nó đang ngưng. Rồi bây giờ tôi sẽ cài đặt lại cái thời gian, hiện tại là thời gian là 9 giờ 21 phút. Đó, bây giờ tôi sẽ cài đặt là thời gian on là lúc 9 giờ 20, và thời gian off là 9 giờ 23 chẳng hạn. Đó, thì để cài đặt cái thời gian thì ở đây nó có, hiện tại nó đang hiển thị cái nó bị khóa, do đó là bạn nhấn vào cái nút C sượt R này 4 lần để mất chìa khóa đi. Đó, rồi bạn vào cái nút B là nút program này để chỉnh thời gian, chỉnh cái lập trình của nó ha. B. Đó, thì chương trình thứ nhất là một on, là chương trình thứ nhất on vào lúc hiện tại là 14:30, thì tôi sẽ cài là 9:20 thôi. Cài. Chín giờ 20 phút ha. Chín giờ 20. Rồi. Tiếp theo là cài chương trình số 1 off là 9 giờ 25 đi. Rồi, đó, tôi cài đặt một chương trình thôi nha. Rồi bấm vào cái nút timer này để hiển thị ra. Đó, thì hiện tại là 9 giờ 23 phút, do đó nó nằm trong cái khoảng thời gian mình cài đặt. Do đó là bạn sẽ thấy là bơm số 1 bơm chạy này, đồng thời là van số 1 mở. Thì hiện tại tôi đang cài cái thời gian con van số 1 là 5 phút nha. Thời gian van thứ 2 là 5 phút, thời gian của van số 3 là 5 phút. Đó, thì để đỡ mất thời gian của bạn, tôi sẽ giảm cái thời gian cài đặt của van 1 xuống cho nó tác động luôn. Giảm xuống bằng đó. Thì giảm xuống rồi. Thì van số 1 dừng. Đóng lại ha. Van số 2 mở. Và hiện tại là cái thời gian cài đặt của van số 2 là đang là 5 phút. Đó, để đỡ mất thời gian tôi giảm xuống. Đó, cho tác động. Thì van số 2 dừng. Đóng lại, van số 3 mở. Đó, tương tự như vậy tôi sẽ giảm thời gian của van số 3 xuống. Và lúc giờ là van số 3 đóng lại, van số 1 mở, thì chu trình cứ thế tiếp tục nha. Khi con bơm đang hoạt động, trường hợp bị con bơm bị quá tải, trường hợp hiện tại thì đã tới 9 giờ 25 phút rồi, thì cái timer hẹn giờ này là nó đóng ha. Đóng thì con van này, con bơm dừng và tất cả các van đều đóng luôn ha. Giả sử tôi chạy bằng tay đi,
Đó, thì bằng tay bơm chạy thì van nó cũng chạy theo ha, van nó chạy theo. Hiện tại là đang chạy van số 1 5 phút, 5 phút 5 phút đó, ha. Rồi bây giờ tôi sẽ giả lập cái trường hợp bị quá tải, xem thử coi cái đèn báo quá tải này nó có sáng không, bơm nó có dừng không ha. Thì để giả lập cái trường hợp con bơm bị quá tải thì tôi sẽ tác động vào cái rờ lây nhiệt. Tôi gạt cái nút màu xanh lá cây bên bên phải này, tôi gạt qua bên phải. Đó, thì ngay lập tức cái conductor này hở ra. Thì con bơm dừng và đồng thời đèn báo quá tải sáng. À, để báo quá tải thì lúc bây giờ người vận hành phát hiện con bơm bị quá tải rồi, sẽ tiến hành ốp con bơm. Tiến hành ốp con bơm và kéo con bơm và đem con bơm đi sửa chữa bảo hành, bảo trì sửa chữa con bơm. Sau khi con bơm đã sửa chữa xong và đấu qua lại á, thì chúng ta sẽ reset rồi lây nhiệt đi. Reset rồi lây nhiệt bằng cách nút vào cái màu xanh dương chính giữa này, nhấn cái đó, reset. Reset thì cái đèn báo quá tải cũng mất điện luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại ha. Đó, thì bơm chạy lại. Rồi, như vậy là tôi vừa giới thiệu cho bạn một cái ứng dụng tủ điện trong thực tế là điều khiển một con bơm chạy luân phiên theo thời gian, và cái ba cái van điện từ này hoạt động luân phiên theo thời gian ha, để khắc phục cái tình trạng là sụt áp trên đường ống trong trường hợp là mở ba van đồng thời. Đó, thì bên công ty CBBS là chuyên cung cấp các cái sản phẩm tủ điện điều khiển ứng dụng trong thực tế. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu xin vui lòng inbox, thì công ty inbox đến số điện thoại 0965 542 134, thì công ty sẽ tư vấn chọn thiết bị cho các bạn, chọn cái tủ phù hợp cho các bạn và báo giá cho các bạn cái giá là hợp lý nhất nha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.